Thế có mấy quả đây hả cháu? Dạ thưa chú có 5 quả. Ừ thế để chú mua hộ hết cho. Vâng ạ. Đây 20.000 của con đây. Nếu mà chú mua sớm thế con về con sẽ giúp mẹ con nấu cơm. Ừ con ngoan lắm. Con chào chú nha, con đi về đây. Ừ chú chào con nhá. Ôi con này còn gấp cho mẹ à? Mẹ cảm ơn con ăn nhanh còn đi học nào. Trời ơi mình còn chưa no được còn gấp cho mẹ. Ngon lắm. Con nhanh học đây. Ôi chưa ăn xong mà con ăn nốt đi nào. Ôi rau nhà mình tốt quá, hôm nay mình phải cắt chỗ rau để mang đi bán mới được. Kiếm thêm tiền, con bé cũng sắp vào năm học mới rồi, phải đi mua đồ cho nó thôi. Mẹ ơi, ơi. Mẹ cắt xong rau chưa? Mẹ đang cắt rồi mới được có mấy mớ thôi, con đi bán bóng hả? Vâng ạ. Không, con đi bán rồi về sớm nhá, khổ thân nhà mình vất nghèo nên hả? Không sao đâu mẹ, con đi một tí là hết ngay. Con đi bán bóng đi nhá, xong rồi mẹ sẽ đi bán hàng về sớm, mẹ nấu cơm rồi chiều ăn cơm rồi con đi học nhá. Vâng ạ, con chào mẹ. Chào con nha. Vâng thân. Đi vào chậm chậm thôi con, chạy từ từ thôi. Vâng. Đấy, đi bán hàng mà lúc nào cũng không con, không con, không con, không con. Ôi, mình phải thái rau thôi, không phải muộn mất giờ đi chợ rồi. Ai mua bóng không? Bóng bóng thôi được rồi. À, đúng rồi, mình sẽ tranh thủ học bài để chiều mình còn đi học. Nè, chú chào cháu, thế cháu đang học bài hay cháu đang bắn bóng đấy hả? Dạ, cháu vừa bắn bóng, cháu vừa học bài ạ. Ôi thế à? Khổ thân con bé, bé thế này mà cũng phải đi bắn bóng à? Dạ. Thế cháu bán bao nhiêu cho bóng kia? Dạ, thưa bác, thưa chú là 20.000. 20.000 à? Thế có mấy quả đấy hả cháu? Dạ, thưa chú có 5 quả. Ừ, thế để chú mua hộ hết cho. Đây 20.000 của con đây. Nếu mà chú mua sớm thế con về con sẽ giúp mẹ con nấu cơm. Ừ con ngoan lắm. Con chào chú nha, con đi về đây. Ừ chú chào con nhá. Con chào chú. Con đi về gần chân con nhá. Vâng ạ. La 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 la. Bây giờ mình đi nấu cơm cho mẹ mình thôi. Mình phải về nhà nhanh nấu cơm cho con bé thôi, chiều nó còn phải đi học cơ. Hôm nay bán về muộn quá. Con, sao con hôm nay về sớm thế? Hôm nay gặp một chú thế, ghét cả chú bóng của con luôn. Ôi thế à? Thế là con về nhà nấu cơm cho mẹ à? Mẹ ơi, ôi, mẹ cầm tiền này đi mua đi. Ô, con bán được hết chú bóng được 20.000 à? Vâng ạ. Tiền này mẹ sẽ để dành nhá, để đến mấy hôm nữa. Vào đầu năm học mới mẹ sẽ mua cho con một đôi giày mới được không? Anh nghe không thì muộn học của con mất để cắt sới cho. Đây cho cơm rồi. Ôi, con lại còn nắm hẹn nấu hết rồi à? Con ăn tạm nhá. Tiền này mai mẹ sẽ đi mua cho con một ít thịt nhé. Con có sới được không? Đấy được ạ. Giỏi quá con gái mẹ, hôm nay về nhà đã nấu cơm cho mẹ rồi đấy. Hơi vất vả một chút đúng không con? Không sao. Thế à, hôm nay lại may thế, chú nào tốt thế nhỉ? Chú lại mua hết hộ con luôn à? Không biết được. À thế à, nào để mẹ giúp nào. Rồi hai mẹ con mình ăn đi, con ăn đi. Thôi đưa mẹ lấy cho con ăn đi. Không phải đi học muộn đấy. Đi học muộn cô lại phê bình. Và con sắp thi rồi đúng không? Con thi rồi đúng không? Hôm nay con biết kết quả điểm đúng không? Không. À thế à? Con có nghĩ lần này mình sẽ đứng đầu lớp không? Có. Con ăn đi con. Đây mẹ gắp cho. Ăn bánh dưa. Ăn bánh dưa ngon cực. Nào, ngon không dạ? Nha, ngon không con? Có. Mai cuối tuần mẹ sẽ mua thịt về để mẹ kho em muốn thịt kho tàu cho con ăn nhé. Thịt ăn à? Nào, chúng mình ăn thôi, ăn nhanh rồi còn đi học. Con gái nó cơm ăn quá. Con vất vả quá. Ngon nhỉ? Ngon lắm con ạ. Ăn đi. Ôi, con này còn gấp cho mẹ à? Mẹ cảm ơn con ăn nhanh còn đi học nào. Trời ơi, mình còn chưa no được còn gấp cho mẹ. Ngon lắm. Dạ. Con này con nhanh học đây. Ôi, chưa ăn xong mà con ăn nốt đi nào. Không, nó không bị muộn. Từ từ thôi nha con nhé. Trời ơi. Cứ đi để mà cơm ở nhà mẹ dọn cho. Vâng ạ. Tạm biệt con đi. Chào mẹ. Thơm cái nào cũng à. Học giỏi nha, chiều đi học về mẹ nấu cơm cho nhá. Chào mẹ. Trời ơi, nuốt đi đã. Vâng ạ. Chào mẹ. Chưa ăn xong đã mẹ ạ, đi học rồi. Cô mua hoa quả đi, hoa quả nhà tôi rất là tươi đấy. Tôi vừa cắt ở vườn sáng nay xong đấy.
đấy, mình bán gần hết rồi. Ô con gái, con đã đi học về rồi à? À ngồi ơi, hôm nay nhá, con được thi tổng kết rồi nhá. Con được 4:10 á, còn lại á, cái cứng đầu hàng lắm. Đầu lớp à? Ừ, Hân ơi, con gái mẹ giỏi quá, vất vả như thế mà hấn giỏi. Ơ, thế mẹ bán cho phép chưa? Thôi, không cần bán hàng nữa, hôm nay mẹ sẽ không bán hàng luôn. Chúng ta sẽ về nhà nấu cơm. Mà chưa bán xong mà. Mai mẹ bán tiếp, xí mẹ bán cho bác Thu ở đầu ngõ là bác ấy mua hết cho mẹ ngay. Bây giờ về nhà mẹ sẽ mua sườn xào để làm món sườn xào chua ngọt cho con gái của mẹ nhé. Yeah, lại được ăn sườn xào chua ngọt. Đúng rồi, mẹ phải thưởng con gái của mẹ chứ. Năm nào hôm năm nay lại đứng đầu lớp rồi mà. Yeah, chúng mình về thôi. Mẹ sẽ làm sườn xào cho con nhé. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.